Xin chào bác sĩ, thưa bác sĩ, là những ngày gần đây thì có thông tin là virus corona mới có thể lây qua bụi khí. Xin bác sĩ cho biết về những cái đường lây của loại virus này ạ. Thông tin này chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên. Tuy nhiên thì trước khi mà chúng ta giải thích thì chúng ta phải biết là cái đường lây của cái virus corona chủng mới này. Thì người ta biết là nó lây từ giọt bắn, tức là người bệnh người ta có mang, người ta ho, hắt hơi, người ta bắn ra giọt bắn. Thứ hai là qua tiếp xúc trực tiếp. Thứ ba là khi mà cái giọt bắn nó rơi ra, nó nằm rơi trên bề mặt thì nó tồn tại virus trên bề mặt, thì khi tay chúng ta tiếp xúc vào và chẳng may nó di nhiễm thì chúng ta đưa vào thì chúng ta sẽ bị nhiễm. Đó là cái ba cái đường mà thường xuyên theo cái cơ chế bệnh sinh của cái con virus này người ta đưa ra như thế. Còn về cái thông tin mà bụi khí thì tôi nghĩ là đây là chắc có một cái thông tin nhầm lẫn gì đây, thì có khả năng là người ta nói về vấn đề lây qua cái đường khí dung. Khí dung có nghĩa là cái từ tiếng Anh có nghĩa là aerosol, tức là người ta phun từ cái chất lỏng thuốc để chuyển qua cái dạng là hạt nhỏ, hạt xương để cho đưa vào mặt nạ, để mà đưa vào đường hô hấp thông qua thấm vào niêm mạc cũng như là thấm vào trong cái niêm mạc hô hấp để nó có tác dụng. Thế thì cái này nó cũng là có áp lực vì nó cũng có nguy cơ những cái trường hợp mà bắn ra như thế, nhưng mà nó thường là nằm trong cái vấn đề điều trị. Cho nên là cái này thường là nó áp dụng cho những cái cán bộ y tế mà trực tiếp điều trị thì người ta có biện pháp là phòng hộ cá nhân phù hợp. Chứ ở đây cái từ bụi khí này không phải là bụi ở ngoài và không khí ở ngoài. Do đó thì theo tôi nghĩ là người dân hoàn toàn yên tâm vấn đề này. Cũng liên quan đến các cái biện pháp phòng tránh virus nCoV, thưa bác sĩ, là người dân đang cho rằng việc đeo khẩu trang là một trong những cái biện pháp rất quan trọng trong cái việc phòng chống bệnh hiệu quả. Tuy nhiên thực tế này như thế nào, và xin bác sĩ cho biết là đeo khẩu trang như thế nào là đem lại hiệu quả phòng bệnh tốt nhất? Trước đây á thì cái khuyến cáo trước thì người ta khuyến cáo là đeo khẩu trang, và đặc biệt thì khẩu trang y tế. Nhưng mà theo hiện nay á, và đặc biệt theo cái hướng dẫn gần nhất của Bộ Y tế cũng như cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, thì khẩu trang chỉ là thiết yếu. Và chúng ta đã biết rồi, trên cơ chế lây bệnh thì vấn đề là chúng ta phải rửa tay bằng nước sạch và xà phòng nhiều lần trong ngày. Thứ hai á là chúng ta dùng lau rửa bề mặt. Ví dụ chúng ta làm những cái dung dịch sát khuẩn bình thường trong hàng ngày, hay là trong doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà máy, chúng ta sát khuẩn thông thường thôi, chúng ta tăng cường cái thời lượng, chúng ta tăng cường số lần lên. Còn đối với khẩu trang y tế thì người ta nếu có điều kiện thì chúng ta đeo, còn không có điều kiện không cần thiết. Và đeo khẩu trang y tế thì Tổ chức Thế giới cũng như Bộ Y tế nói là khi chúng ta đeo chúng ta có cái lầm tưởng là chúng ta được bảo vệ, tuy nhiên là chúng ta không chú ý và chúng ta không đeo đúng cách theo cái hướng dẫn thì vô hình dung cái virus cũng như vi khuẩn bụi bặm thì nó vào ngược trở lại, chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh. Cái hiện nay mà khi mà sử dụng khẩu trang như thế đó thì nó có một cái hậu quả nữa là chúng ta vứt rác bừa bãi, vứt rác khẩu trang. Thì khi chúng ta sử dụng khẩu trang xong đúng quy định thì chúng ta phải tháo phải đúng quy định, và chúng ta phải nên bỏ vào cái thùng rác có nắp đậy đúng nơi quy định, để cái bộ phận đô thị hay là bộ phận mà xử lý cái đó là người ta có cái điều kiện người ta xử lý tập trung. Cảm ơn bác sĩ đã có những cái thông tin rất là hữu ích dành cho khán giả của kênh truyền hình BRT.